Qua sự giới thiệu của người dân, chúng tôi đến thôn Tam Hiệp, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, gặp gỡ, trò chuyện với nông dân Nguyễn Văn Triển, một trong những gương nông dân sản xuất giỏi nhờ biết sử dụng và khai thác có hiệu quả thông tin từ mạng Internet tại điểm thông tin khoa học và công nghệ của xã. Ông Nguyễn Văn Triển, sinh năm 1968, gia đình ông có 4 người con đang độ tuổi đi học. Mọi chi phí sinh hoạt đều nhờ vào 2 hectare ruộng lúa và đất vườn trồng rau màu. Ông luôn trăn trở, băn khoăn, muốn tìm và học hỏi những mô hình sản xuất mới, nuôi con gì, trồng cây gì để đạt được hiệu quả cao, nhưng còn gặp nhiều khó khăn, đó là hạn chế thông tin về giống, quy trình chăm sóc và kinh nghiệm. Trước đây thì nói chung chăn nuôi về trong trò thèn cùng nói chung cũng chủ động mấy. Chưa thì có cái, thế tôi chưa ngay mà có cái trang thông tin điện tử về cái thì tôi cảm thấy là rất là chủ động. Vì có chỉ là tôi, hay mà có trở ngại chỉ là tôi có mở, là tôi coi, về tôi truy cập là tôi rất là chủ động về cái, trong cái việc mà phòng trừ dịch bệnh về trong chăn nuôi hoặc là trong trọt. Từ khi điểm thông tin khoa học và công nghệ ra đời, làng quê Tam Hiệp của ông có thêm một kênh thông tin mới. Tuy nhiên, đối với người nông dân, từ xưa đến nay, vốn chỉ quen với cuộc sống thuần nông, gắn bó nơi đồng ruộng. Đối với họ, cập nhật thông tin chủ yếu là qua sách báo, TV, nghe đài, hoặc phần lớn dựa vào kinh nghiệm ông cha truyền lại. Thì việc tiếp cận với máy tính, Internet là một công việc còn nhiều bỡ ngỡ, xa lạ. Vì thế, ban đầu, ít ai tin rằng điểm thông tin khoa học và công nghệ sẽ mang đến hiệu quả tích cực, thay đổi cách nghĩ, cách làm lâu nay của người nông dân. Nhưng rồi, với sự phổ biến, tuyên truyền của cán bộ xã, những nông dân như ông Triển từng bước tiếp cận thông tin khoa học công nghệ, khai thác vốn kiến thức để ứng dụng trong sản xuất. Với sự hỗ trợ trang thiết bị máy tính từ dự án ADOC 2.0 đã tạo ra tiền đề quan trọng cho hoạt động của điểm thông tin khoa học và công nghệ. Dự án Trung tâm Cơ hội số bắt đầu thực hiện ở Việt Nam từ năm 2005 nhằm hỗ trợ rút ngắn khoảng cách công nghệ tại nền kinh tế Việt Nam, giúp mọi người có thể hưởng thụ thành quả của công nghệ thông tin ở bất kỳ nơi đâu và thời gian nào. Được sự quan tâm của Trung tâm Cơ hội số APEC, Viện Công nghiệp Công nghệ Thông tin Đài Loan đầu tư một trung tâm ADOC tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị để tổ chức các lớp đào tạo công nghệ thông tin nhằm góp phần vào việc nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong công tác và trong đời sống cho người dân, đặc biệt là cho phụ nữ, nông dân và các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhìn những đàn dê, đàn lợn và nhím tại gia trại của ông Triển không khỏi tự hào, bởi có được thành quả ngày hôm nay là nhờ sự miệt mài tìm tòi, say mê khám phá những nguồn tài liệu phong phú tại điểm thông tin khoa học và công nghệ do Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị trang bị để tìm các thông tin trên Internet trong thư viện điện tử. Tiếp cận cái công nghệ thông tin ấy thì bản thân tôi thì cũng đúng gia đình nữa. Vì nông dân thì cũng rất là khó truy cập được họ, truy cập cũng biết, vì là cũng nhưng sau lại nhờ lớp tập huấn ở xã về cho đi tập huấn về cái cách mở rồi cách truy cập rồi cái và chưa là tôi cũng có nhân cũng làm được, nhờ chứ cái gọi kênh thông tin gì cái á thì là tôi chỉ cần cầm chuột thì kích vào cái là cũng có như là hiền ra là tôi cũng còn kêu cả nhà tới là xem rất là hay. Xã có cái điểm cái trang khoa học công nghệ thông tin mà được tỉnh hỗ trợ thì bà con thường xuyên đến xã rồi là cũng tra cứu trên mạng, cho nên là cũng có nhiều cái hộ gia đình, đặc biệt như hộ anh Triển lấy thì là xây dựng được cái mô hình kinh tế trang trại, cho nên là phát triển được đa kênh đa con, đặc biệt là về cái lĩnh vực chăn nuôi, cho nên có cái hiệu quả phát triển kinh tế tương đối là lớn. Nhìn từ cái cách phòng bệnh rồi cái cách điều trị cũng như cái cách phát triển lâu dài thì phải nói cái hiệu quả kinh tế của gia đình trang trại đối xã Cam Thủy thì hiện nay phát triển tương đối nhiều hơn. Khai thác thông tin trên Internet qua các điểm thông tin khoa học và công nghệ khiến ông Triển thấy chủ động hơn, nhanh chóng và tiện lợi hơn trước rất nhiều. Nhờ đó, có thể giải đáp những thắc mắc một cách kịp thời những vấn đề về thời vụ, kiến thức nhà nông, y tế. Từ đó có thể học hỏi và áp dụng những kinh nghiệm, mô hình kinh tế phù hợp với địa phương. Từ khi có kho thông tin này, ông Triển đã áp dụng rất tốt công tác chọn giống, kỹ thuật chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi một cách rất thành công. Mùa vụ nào thì thông tin ấy, cần tìm cái gì,
cứ đến điểm thông tin sẽ được giải đáp. Thấy ông Triển thành công trong việc phát triển mô hình nuôi nhím, rồi tiếp đó là mô hình nuôi lợn rừng, nuôi dê, kinh tế gia đình khấm khá lên, con cái có điều kiện học tập, bà con làng xóm cũng đến học tập kinh nghiệm. Ông không ngần ngại chia sẻ thông tin. Mỗi khi tìm tòi được một cách làm hay, một phương pháp trồng và chăm sóc mới, ông trao đổi, phổ biến cho bà con cùng làm. Đặc biệt, ông khuyến khích thế hệ thanh niên trong làng nên chăm chỉ tìm tòi, nắm bắt thông tin khoa học và công nghệ để áp dụng trong sản xuất, tăng năng suất, hiệu quả lao động. Với xu thế phát triển chung của nông nghiệp nước ta đang tiến tới sản xuất hàng hóa, nghĩa là để bán, mà yếu tố quyết định thành bại, thắng thua trong kinh doanh đó là thông tin. Do đó, việc cung cấp thông tin khoa học và công nghệ cho nông dân, đặc biệt là ở khu vực nông thôn, miền núi của tỉnh Quảng Trị có vai trò rất quan trọng. Điểm thông tin khoa học và công nghệ do Trung tâm Tin học Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường xây dựng và tổ chức đã giúp người dân tiếp cận thông tin để phục vụ sản xuất và đời sống, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thúc đẩy phát triển kinh tế. Nhiều hộ gia đình, điển hình như ông Triền để tiếp cận với kiến thức khoa học và công nghệ, áp dụng trong sản xuất, vươn lên làm ăn khấm khá, thoát được đói nghèo.